Nào, bây giờ bạn mẫu như em đang thử màu trắng các tình yêu ơi. Một màu trắng quá tuyệt vời luôn nha. Bạn mẫu như em đang thử màu trắng như các tình yêu à. Quần sau hôm nay ngày hôm nay em bán 99 000 nghìn một quần. Hai quần bên em miễn phí ship đến tận nơi các bạn nhá. Có đầy đủ bảng màu màu trắng như bạn mẫu đang mặc màu kem và màu đen. Ba tông màu cực kỳ nhã nhặn và dễ mặc luôn ạ. 99 000 nghìn một quần đi đơn từ hai quần và miễn phí ship đến tận nhà bạn ơi. Quá rẻ đúng không ạ? À mùa hè đến rồi các bác hãy nhanh chóng mua cho em cái mẫu quần sóc này các bác nhá quần sóc này mặc đi làm này mặc đi chơi đều ok cho em mặc đi công viên đi dạo với người yêu ok cho em các bác nhá hai chân da man luôn là quần cạp cao ken bùng cực kỳ tốt luôn ạ à. rồi nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được đi đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường các bác nhá bao giá bao chất toàn thị trường nhà em có tổng ba tông màu cho các bác lựa chọn màu kém như bạn màu kém nè à. màu trắng ạ à. Như bạn mẫu đang mặc ở và màu đen màu nào cũng xinh nhá. Có túi xương và có đường chiết ly các bạn ơi, có đường chiết ly ở giữa này nó tôn dáng dã man luôn đúng không? Mặc lên chân dài miên man các bạn ơi. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Hai quần cho đến 200 000 nghìn và được miễn phí ship các bạn ơi. Đấy, cho đến 100 000 nghìn một cái quần mà được miễn phí ship cho các bạn luôn đúng không ạ? Lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được ạ. À. Nhanh chóng comment cho em ạ. À. Màu kèm với cả số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Chất quần đó là chất vi tách hàng hàng loại một được ạ vi tách hàng hàng loại một cho em hàng cao cấp có đồ có dán nhẹ cho em được được chưa các bạn ơi không bay không xù không hẳn chỉ cho em được chưa thiết kế ra tinh tế tế các bạn nhé có khóa giọt lê ở phía sau đấy mặc lên cực kỳ sáng và ôm mùng rất tốt luôn đúng không ạ chị em nào vừa mới sinh xong thì nhanh chóng mua cho em hai cái quần này 99.000 một quần và được miễn phí ship đến tận nhà Đấy, ok chưa? Nhanh chóng comment cho em các bác nhé Lưu ý giúp em hàng bên em được kiểm tra các bác nhé Các bác nhận hàng, bóc hàng ra kiểm tra sơ chất lượng sản phẩm như thế nào Đẹp các bác nhận hàng và không đẹp các bác hoàn giả lại cho em Và không mất bất cứ một cái chi phí nào được chưa? Quần bản mẫu như em đang mặc các bác ơi, quá tuyệt vời đúng không? Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ Quần trắng, quần kem và quần đen Ba tông màu cực kỳ đẹp các bác ạ các bác nhé, mặc cái mã quần này không bị lộ đấy màu trắng không bị lộ đó chị gái ơi, ok chị Phương Thủy nhá nhận được quần rồi đẹp lắm ok tình yêu luôn ạ à. đặt hàng để lại cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ các em số điện thoại là bên em có nhân viên gọi điện tư vấn, gọi điện chốt đơn cho các bác nhá. Rồi, bên em ạ à, là hàng quần lại tech loại 1 các bác nhá. Đấy, đảm bảo đanh mình không xô không cản chỉ, có hai túi chứa cỡ hai bên và khóa ở phía sau rất là sáng chảnh đúng không ạ? Cạp quần của nó là cạp quần ôm cao các bác nhá. Cạp quần ôm cao ken bùng cực kỳ tốt luôn ạ. Đấy, kem vùng nha chị em nhà mình luôn nhá. Đấy, đặt hàng chỉ cần comment cho em hai quần kem số điện thoại đi cả bác ơi. Nhanh chóng lên đơn cho em ạ. À. Ok Nguyễn Thanh Thảo hai quần một cân đen một quần kem. Đúng rồi chị gái ơi, hai quần miễn phí ship cả bác nhá. 99 000 một quần và hai quần bên em miễn phí ship cho cả bác luôn. Đấy, hàng quá đẹp quá rẻ quá chất luôn các bác nhá. Đấy nhìn chị em nhà thiết kế cực kỳ sáng chảnh luôn được chưa Nhanh chóng comment cho em hai quần kem số điện thoại đi ạ. À. Hai quần kem số điện thoại là được miễn phí ship cả bác nhá. Đấy, miễn phí để giao hàng đến tận nha Rồi có màu gì Chị gái ơi bên em có tổng 3 tông màu cho các bác lựa chọn luôn Đấy Màu để kem màu đen và màu trắng như bạn mẫu đang mặc màu nào cũng xinh Mặc lên cái quần này đảm bảo chân dài miên man Đấy Chân dài miên man luôn cả các bạn nha Đấy Che giấu được cái những khuyết điểm của mình Đấy Đẹp giá man tàn bảo luôn cả các bạn nha Không đẹp không đỉnh không lấy tiền luôn được chưa Đấy Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ăn. Rồi ok chị Thanh Thảo Ok chị Thảo nhon Ok chị Nguyễn Hương em chủ đơn hàng là Một đen một kem ok tình yêu luôn này. Một à, kem một trắng một đen ok. Lấy ba quần về mà mặc chia sẻ cho em cái livestream này. Tại cái livestream này duy nhất ngày hôm nay sổ bên em xả sốc luôn. 99.000 một quần và hai quần bên em miễn phí ship. 99 nghìn một quần hai quần miễn phí ship đến tận nhà được chưa các bác ơi rồi ok chị lữ hương giang ok tình yêu ạ à? ok chị nguyệt hàng ok chị bảo cho một cái tình yêu luôn hai quần kèm số điện thoại đi ạ à? lên đơn quá trời rồi cả bác ơi nhanh chóng cho em em không đọc hết comment đâu và đừng hỏi em là sai số như thế nào à bác nhá tại vì sao ngày mai đã có nhân viên gọi điện tư vấn sai rồi bên em có đầy đủ sai số s m l hai l tương đương từ 38 cho đến 65 ký bao vừa cho em được chưa hàng này quá đỉnh luôn em nói thật nhìn cho em đi nói là có đường chiết ly các bạn em nhìn cái giơ cái màu kem này có đường chiết ly ở trước tôn dáng dã man đúng không có túi sườn đấy thiết kế rất là tân tinh tỉ các bạn nhìn giúp em này cần chất luôn được chưa đấy mẫu em đang mặc màu trắng chị gái ơi mẫu nhà em rồi mẫu mặc sai hết nhá mét sáu mươi nặng 47 kg mặc size S cho em được chưa? Quá tuyệt vời, hách dáng dã dạ man luôn được chưa? Đấy, áo không bán đâu chị gái ơi. Rồi lên đơn hàng cho em hai quần kèm số điện thoại. Hai quần, hai màu kèm số điện thoại cho em hai quần bên em đảm miễn phí ship. Rồi, bao nhiêu tiền một quần? 99 000 một quần giúp em cả bạc nhá. Hai quần được miễn phí ship hoàn toàn, miễn phí giao hàng đến tận nhà cho cả bạc luôn được chưa? Nhanh chóng comment cho em, hai quần kèm số điện thoại điện là được giao hàng đến tận nhà rồi cả bạc nhá. Rồi, ok chị Nguyễn Thị Hương, ok chị Ngọc Ruby, ok chị Hiền Lương em chủ đơn hàng. Ok chị Hằng hàng Hằng Ruby rồi, ok rồi nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ à, là được lên đơn hàng thành công bên em được kiểm tra hàng bóc hàng giá kiểm tra xem chất lượng sản phẩm như thế nào các bác nhá đúng đẹp như bên em quảng cáo các bác hãy nhận hàng không đẹp các bác yêu cầu các bác phải giả lại cho em không nhận bất cứ một cái sản phẩm nào được chưa và không mất bất cứ một cái chi phí nào rồi được chưa à? nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em ạ à. ok chị nguyễn hà ok chị hà vi ok chị oanh phúc Ok tình yêu luôn. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công. Hôm nay ngày hôm nay từ 160 000 em xả sốc luôn có 99 000 một quần. Hai quần bên em đảm biển phí ship thôi các bác nhá. Đấy, nhìn giúp em nhá. Hai quần bên em đảm biển phí ship thôi. Các bác kết hợp với như thế nào? Áo phông, áo sơ mi đều ok cho em. Áo chế vai đều ok cho em. Quá đẹp luôn em nói thật cái quần này mặc lên xinh dã man luôn. Chị em nào không mua cái quần này hơi phí luôn. Và đặc biệt cái quần này nó là cạp cao. Cạp cao cho nên Ken được bùng cả bạn nhá Chị em nào vừa mới sinh xong thì nhanh chóng mua cho em cái quần này Đấy, nó là có khóa xương, nó có khóa ở phía sau Đấy, có khóa ở phía sau các bạn nhá Đấy, mặc lên quá đỉnh quá đẹp luôn Hàng của bên em là hàng đầy đủ tem mạc các bác nhá Hàng đầy đủ tem mạc đấy Rồi, hàng chuẩn xịn luôn Chị em nào không mua mã này quá phí Có bo viền hết nhá Không phải cái hàng loài mà không bo viền đâu các bác nhá Rồi, 99.000 một quần và đi đơn từ hai quần hai quần bên em đã miễn phí giao hàng đấy cho nên các tình yêu ơi đừng bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm hôm nay chỉ gì có duy nhất ngày hôm nay số bên em xả sốc với giá 99.000 và hai quần bên em miễn phí giao hàng quá rẻ đúng không ạ rồi chất lượng của nó quá tuyệt vời luôn nó là chất vi tách hàn hàng loại một cho em vi tách hàn hàng loại một đấy có túi có hai túi hai bên đấy thiết kế nó thật đỉnh quá đỉnh luôn đấy chị em nhìn cho em bản mẫu mặc nhá quá đẹp luôn màu trắng không bao giờ bị lồ đâu ạ màu trắng quá đẹp và không bao giờ bị lồ cả bác nhá rồi nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ à? ok chị vũ thế ngọc ok chị hoàng lê phương thảo ok chị lý phiêu diêu ok nguyễn phương thủy nha chỗ đơn hàng ok nguyễn hồng thảo này một kem một trắng một đen ok tình yêu luôn sai mờ đấy không cần phải hỏi em mặc sai gì đâu các bạn nha tại vì ngày mai bên em đã có nhân viên gọi điện tư vấn sai đấy bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai ok chị an bình luôn à ok chị nguyễn bảo an Ok chị Ngọc Linh em chỗ đơn hàng hai quần kèm số điện thoại đi 99 000 một quần và đi đơn từ hai quần. Hai quần bên em miễn phí giao hàng đến tận nhà. Đấy, nhận hàng cả bác giờ ra giúp em, kiểm tra giúp em hàng của nó như thế nào, chất đẹp như thế nào. Đấy, chất em nói thật không bao giờ xù và không bao giờ bị nhắn cả bác nhá. Em vò em như thế nào cũng được. Vò thoải mái cho em được chưa cả bác ơi? Vò thoải mái và không bao giờ bị bị nhắn luôn như cho em. Đấy, chuông chuông dã man luôn, nói thật. Cái chất này quá đỉnh luôn. Đấy, bác nào mà không mua cái chất này thì quá phí luôn đấy màu kem màu nâu màu trắng được chưa? Màu kem màu trắng và màu đen màu nào cũng xinh. Đấy, ba tông màu cho cả bác lựa chọn luôn cả bác nhìn giúp em. Đấy, màu nào cũng xinh nhá. Có đầy đủ size số S, M, L, XL, 2 2l tương đương với cả 35 cho đến 65 kg luôn. Đấy. Ok chị Nguyễn Bảo anh em chủ đón hàng rồi ạ. À. Ok chị Linh Nguyễn ok nhá. Rồi, ok chị à, gì đây? cảnh quỳnh ok tình yêu luôn hai quần kèm số điện thoại cho em là được đến đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp thì các bác nhận hàng không đẹp các bác hoàn trả lại cho em và không mất bất cứ một chi phí nào được chưa ạ rồi ok chị à. Ok chị Tệt con em chỗ đơn hàng cho chị gái rồi ạ. À? Ok chị Nguyễn Cẩm Ly ok tình yêu luôn nhá. Hai quần một đen một kem ok tình yêu ạ. À? Nhanh chóng lên đơn cho em. 99.000 một quần và ship hai quần miễn phí ship. Hai quần bên em miễn phí hoàn toàn được chưa cả bác ơi? Nhanh chóng lên đơn cho em đi. Comment hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Nhớ giúp em phải có số điện thoại, không có số điện thoại bên em không có chỗ đơn hàng. Đấy, có số điện thoại ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai. Gọi điện tư vấn sai số cả bác luôn mặc size gì, màu gì như thế nào để phù hợp với cả mình, được chưa ạ? Đấy, các chị em nhà mình yên tâm luôn Hàng bên em đang bao kiểm tra hàng Đẹp cả bạc nhận hàng không đẹp giả lại cho em Đấy, ok chưa? Nhanh chóng comment cho em Ok chị Huyền Diều em chủ đơn hàng Lấy ba quần cho em size L Ok tình yêu Mua hè đến rồi cả bạc ơi Mặc đi biển quá tuyệt vời đúng không bạc Cả bạc mặc áo hai dây với cả quần sóc này đi biển là quá tuyệt vời rồi Không cần cả bạc phải mặc uh, gì Đồ bơi hay không cần phải mặc bikini đâu Mặc như thế này đã thấy sang và xinh rồi đúng không ạ? Rồi, ok gặp tình yêu luôn Ok chị Thùy Dung nha lấy hai quần một kem một đen ok chị vũ thùi thu hiền Ok tình yêu luôn. Hai quần, một kem một trắng. Ok tình yêu. Nhanh chóng comment cho em thì được lên đơn. Có số điện thoại mới được lên đơn, không có số điện thoại bên em không lên đơn. Được chưa cả bạn ơi? Mặc kết hợp với cả gì cũng xinh. Mặc đi giày cao gót hay là đi giày thể thao, đi giày búp bê đều tuyệt vời Thì em được chưa? Mặc đi chơi đi làm đi uh, đi biển đi đâu cũng được cả bạn nhá. Đấy, tại vì cái quần này nó quá sang, nó quá rẻ nhưng mà quá sang cả bạn ơi, quá sang luôn. Rồi, 99.000 một quần, hai quần bên em miễn phí giao hàng. Ok chị Quỳnh giao ok tình yêu. Ok Hà Thánh Nguyễn luôn lấy ba quần rồi lấy 10 quần giá sao inbox cho em chị gái ơi tại vì bên em đã uh, uh, ghi tên sổ và số điện thoại này rồi các bạn nhớ giúp em kiểm tra hàng đúng tên sổ em đúng số điện thoại hotline các bạn mới nhận hàng giúp em nhé đấy tránh trường hợp hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng gửi đến các bạn nhé đấy bây giờ lừa đảo thì nhiều chứ các bạn phải lưu ý giúp em đúng tên sổ đúng số điện thoại các bạn mới nhận hàng cho em đấy rồi ok chị Đào Hiền nhé ok tình yêu chị hải Trần ok lấy ba quần size m rồi à, lấy sáu quân à, miễn phí ship không có chị gái ơi bên em từ hai quần đã được miễn phí ship rồi đúng không cả quá đẹp bây giờ bên em thử cho các bạc quân màu kém Các bác nhá quá đỉnh luôn em nói thật Rồi, bạn mẫu như em đang thử quần màu kem cho cả bạn rồi nhá. Đấy theo yêu cầu của khách hàng của bên em. Bạn mẫu thử màu kem cả bạn ơi, quá đẹp đúng không? Một màu kem quá nhã nhặn luôn à. Đặt hàng lên đơn cho em hai quần kem số điện thoại điện là được đến đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường nhá. Quần em có ba găng màu cả bác nhá, màu trắng, màu đen và màu kem như bản mẫu đang mặc quá xinh đúng không ạ? Đấy, chị em nào lấy màu kem comment cho em màu kem. Chị em nào lấy màu trắng comment cho em màu trắng, màu đen comment cho em màu đen. 99.000 một quần và hai quần bên em miễn phí giao hàng hàng đến tận nhà Lưu ý giúp em nhé, hàng em hôm nay xả sốc luôn ạ à. Từ 160.000 giảm xuống còn 99.000 một quần ship từ hai quần và hai quần bên em đảm miễn phí ship rồi Miễn phí giao hàng đến tận nhà các bác nhá Cả chỉ việc ở nhà và nhận hàng thôi Đúng không à. ạ? Rồi, ok tình yêu ơi hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công Em bao giá bao chất toàn thị trường Đẹp các bác nhận hàng và không đẹp các bác khoan giả lại cho em Và không mất bất cứ một cái chi phí nào Đúng không à. ạ? Rồi, quần là quần cạp cao có thiết kế các bác ơi, cực kỳ tinh tế luôn. Nó là đường chiết ly như thế này làm cho chân mình thon gọn lại các bác nhá. Chị em nào chân to, đùi to, mông to, bùng to thì nên mua cái quần này ngay vào luôn, đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay Sốp em xả có 99 000 Hai quần bên em đã miễn phí giao hàng đến tận nhà, được chưa? 99 000 nghìn một quần quá rẻ các bác ơi. Hai quần bên em miễn phí giao hàng đến tận nhà quá rẻ đúng không? Quần nó được chiết ly và có hai túi hai bên các bác ơi. Túi đừng điện thoại thoải mái cho em được chưa? Đấy, nhìn cho em nhá. Rồi, ok tình yêu ơi Và có khóa ở phía phía sau đấy Mặc lên quá sáng chảnh các bạn Có khóa ở phía sau các bạn nghe đấy Nhìn cho em chưa Một cái thiết kế một cái quần thiết kế quá tinh tế đúng không ạ Nưng mông gòn dáng các bạn nhé Đấy, chị em nào lấy quần này nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại nhà em nhé Rồi, lấy ba quần cho em ok Ok tình yêu luôn À, chị Ngọc Dũ Bi ok lấy thêm ba quần nữa ok tình yêu tổng 5 quần Rồi nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ à, là được đến đơn hàng thành công Em bao giá bao chất toàn thị trường Đẹp các bác nhận hàng và không đẹp các bác khoan giả lại cho em Và không mất bất cứ một cái chi phí nào Đấy lưu ý cho em hàng em hàng kiểm tra thoải mái và không mất bất cứ cái chi phí nào Đúng không ạ Rồi ok tình yêu ơi Ok chị Nguyễn Thị Hương em chủ đơn hàng rồi nha nhanh chóng comment cho em nào hai quần kèm số điện thoại đi ạ à. Đấy, hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Bao giá bao chất toàn thị trường, đẹp các bác nhận hàng. Ok chị Trần Hồng Hành lấy một quần đen, một quần kem và một quần trắng size M ok tình yêu. Ok chị Hải Nguyễn luôn lấy bốn quần, à, hai đen, một kem, một trắng ok tình yêu. Đây các bác ơi, lấy cho em ba bốn quần về mặc em nói thật chín chín 000 một quần. Mùa hè đến rồi, sắp đi biển rồi các bác ơi. Quá đẹp đúng không? Không cần phải mua bikini làm gì cho nó câu kỳ với cả nó nó hở hang đúng không? Bây giờ mình chỉ cần mặc cái quần sock này và mặc với cái hai dây hay là ảo, áo chế vai hay áo gì cũng được ra biển OK cho em rồi đúng không ạ? Đấy, nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Bảng màu của bên em có ba gam màu trắng, đen và kem như bản mẫu đang mặc. Đấy, có đầy đủ size số S, M, L, XL, 2 l tương đương với 38 cho đến 65 kg bao vừa bao đẹp. Nó ôm gọn dáng luôn cả các, các, chị nhé. Đấy, nó ôm gọn gà dáng cho chị em nhà mình luôn. ok chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Ok chị Bích Hằng. Ok tình yêu ạ. Ok chị đầu hồng hành cho em nhá. Nguyễn Thị Hồng ok tình yêu luôn. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công. Lưu ý giúp em là bên em cho các bác kiểm tra hàng, kiểm tra thoải mái sơ chất lượng sản phẩm như thế nào, xem đường kim mũi chỉ như thế nào, đẹp các bạc nhận hàng và không đẹp các bạc uh, giả lại hàng. Hàng của bên em là hàng chất liệu tinh Hàn siêu cao cấp hàng loại 1, có đồ có gian nhẹ và không bao giờ sợ bị nhăn sợ cắn chỉ các bạn nhá. Không nhăn không uh, sợ bị cắn chỉ. Chất của nó rất là dày dặn và đánh mịn đấy. Chất của nó dày dặn đánh mình có túi sườn hai bên đó đừng điện thoại đừng tiên thoải mái các bạn nhé đừng điện thoại đừng tiên thoải mái cho em để nhìn cho em bán mẫu mặc quá tuyệt vời đúng không chị em nào yêu thích màu kem hãy nhanh chóng comment cho em màu kem kèm số điện thoại có số điện thoại bên em mới được lên ngân hàng thành công không có số điện thoại bên em không bao giờ chủ đơn được chưa ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai số cho các bạn cứ yên tâm luôn đấy có nhân viên gọi điện tư vấn sai số mặc sai như thế nào có nhân viên gọi điện tư vấn rồi các bạn nhá đấy để nhận được những cái sản phẩm ưng ý nhất và rẻ nhất các bạn nhớ cho em Đúng tên số, đúng số điện thoại các bác mới nhận hàng, còn không đúng số điện thoại, đúng số các bác không bao giờ nhận hàng cho em được chưa? Đấy. Rồi, ok tình yêu luôn, hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Ngày hôm nay chỉ có trong duy nhất một cái livestream ngày hôm nay, các bác không nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Em xả sốc luôn 190 160.000 xuống giảm xuống còn 99.000 một quần. Hai quần bên em miễn phí giao hàng đến tận nhà. Nhanh chóng lên đơn cho em, hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng được chưa? Rồi ok chị Ngọc, khuyên ok chị nhé. Ok chị Kim Anh, ok chị Hoàng Nguyên, ok tình yêu. Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Đấy nhìn cho em bản mẫu đang mặc quá tuyệt vời đúng không bác, các cả bạn nhá. Nhanh chóng comment ok chị Thanh Mai nhá. Ok chị Lê Thị Lập, ok chị ạ. Ok chị Huỳnh Maria, ok tình yêu hai quần một kem một trắng, ok tình yêu này. Một đen một kem một trắng size S, ok tình yêu luôn. Có đầy đủ bảng size các bạn nhá. Có đầy đủ size S, M, L, XL, 2XL. Tương đương với 38 đến 65 kg bao vừa bao đẹp cho em được chưa? Đặt hàng chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Và được đến đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp cả bác nhận hàng và không đẹp cả bác hoàn trả lại cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào đúng chưa không mất bất cứ một cái chi phí nào cho nên cả bác cứ yên tâm đấy ok chị Nga Nga ok tình yêu nhá nhanh chóng comment cho em ok chị ngọc tuyệt này ok chị nguyễn ngọc anh ok Đấy, đặt hàng chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đẹp thì các bác nhận hàng, còn không đẹp các bác giả lại cho em không mất gì được chưa? Cho nên các bác cứ yên tâm luôn. Hàng của bên em nó quá chuẩn, quá đỉnh, quá đẹp rồi, được chưa Nhanh chóng comment cho em nhé. Em có đủ ba tông màu cho các bác lựa chọn đen, trắng và kem đấy có đủ ba tông màu ba tông màu cực kỳ hot thịt và nhã nhặn cho em dễ phối đồ các bạn nha đấy nhìn cho em các bạn chiêm ngưỡng giúp em cái bộ bộ trang phục của bạn màu đang mặc nhá quần sóc màu kem kết hợp với cả dây uh, cao gót cũng ok kết hợp với cả uh, dây thể thao ok hay là dây búp bê đều ok cho em được chưa nó rất là dễ mặc các bạn nha đi làm đi chơi đi tiệc đi biển đi đâu cũng được cho em được chưa kết hợp với cả áo sơ mi áo hai dây hay áo che vai áo ba lỗ như thế nào đều ok cho em Đấy, quần này em nói thật nó là đa tác dụng các bạn nhá. Đa chức năng luôn, mặc đi đâu cũng được và mặc như thế nào cũng được, nó quá đẹp. Tôn dáng hách chân dã man luôn. Đấy, chị em nào không mua cái quần này hôm nay hôm nay chỉ có hôm nay thì quá phí luôn đấy hôm nay bên em mới xả có giá 99.000 một quần hai quần bên em miễn phí giao hàng Đấy, lưu ý giúp em là hai quần bên em miễn phí giao hàng rồi. Chất của em là gì đúng không? Chất của nó là chất vi Hàn, hàng loại 1 hàng cao cấp luôn cả chị gái nhé Hàng loại 1 cao cấp luôn, em đảm bảo với cả các chị. Ở trên thị trường hiện nay không ai bán giá này và không ai có cái hàng form quần nó đẹp đến như thế này. Em nói thật sơ cái chất lượng sản phẩm nó quá tuyệt vời. Đấy, chị em nào lấy quần này nhanh chóng comment cho em Mau kèm số điện thoại cho em là được đến ngân hàng thành công Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai số Đấy, và đặc biệt hơn nữa cái quần này bên em thiết kế Nó là quần cạp cao, có túi sườn và có đường chiết ly Có đường chiết ly ở phía sau nữa các bác nhé Đấy, cho nên nó nâng cái mông của mình lên và gòn cái mông này Đấy, chân của mình được eo thon hơn đúng không? Eo thon và chân của nó đùi rất là nhỏ luôn Chị em nào có những cái khuyết điểm bùng to, bùng xề Chân to, đùi to, mông to mông xề đấy thì hãy nhanh chóng mua cái quần này ngay và luôn cho em đừng để bỏ lỡ cái cơ hội này các bạn nhá chỉ có duy nhất một cái livestream ngày hôm nay bên em xả giá này thôi đúng không ạ rồi hai quần kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công ok chị anh nguyễn này ok chị trang nguyễn ok tình yêu luôn ok nguyễn thanh hoa em chủ đơn hàng nha một quần trắng một quần đen ok tình yêu ok ngọc ảnh này một kem một trắng ok tình yêu luôn nhá rồi ok chị nguyễn thanh thảo chủ đơn hàng Ok Vũ Bích Ngọc chủ đơn hàng. Ok chị Ngọc Thơm. Ok tình yêu luôn nhá. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công các bác nhá. Nhanh chóng cho em không còn số lượng có hạn các bác nhá. Số lượng có hạn chỉ có duy nhất ngày hôm nay. 99.000 hai quần bên em đảm miễn phí giao hàng rồi cả bác biết như thế nào. Nó quá rẻ rồi đúng không ạ? Nhanh chóng comment cho em đi ạ. Rồi, thử quần màu đen. Ok tình yêu bên em sẽ thử quần màu đen cho các bác xem nhá. Đấy, bác tông màu màu nào cũng xinh các bác ạ. Bàn mẫu như em đang thử màu đen cả bác ơi Màu đen quá xinh luôn là Chị em nào không mua là cái quần ngày hôm nay thì quá phí luôn cả bác nha Màu đen cả bác ơi Cực kỳ dễ mặc và cái dễ phối đồ cả bác nha Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại à. Chạy chỉ có duy nhất ngày hôm nay bên em xả 99.000 Một quần hai quần bên em miễn phí giao hàng đến tận nhà chín mươi chín nghìn một quần ở bên em hai quần bên em miễn phí giao hàng đến tận nhà có ba tông màu cho các bác lựa chọn màu kem màu trắng và màu đen như bản mẫu đang mặc à cực kỳ dễ phối đồ cả bác nha, mặc đi đâu cũng được đi làm đi chơi đi công sở đi tiệc đi đi biển các thứ rất là ok luôn đi dạo với người yêu như thế nào quá tuyệt vời đúng không ạ em nói thật cái quần này là quần quá xuất sắc từ trước đến nay đấy một cái thiết thiết kế của bên em quá đẹp luôn các bác nha rất là tinh tế luôn có túi sườn này có túi hai túi hai bên này có uh, cặp cao này có chiếc ly này có khóa ở phía sau nó rất là sang luôn Chị em nào lấy quần này nhanh chẳng comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công Em bao giá bao chất toàn thị trường cả bạn nhá Đẹp cả bác nhận hàng không đẹp cả bạc giả lại cho em không mất bất cứ một cái chi phí nào Cho nên các bác yên tâm luôn là hàng chuẩn giá đẻ giá rẻ luôn cả bác nhá Hàng chuẩn chất lượng và đẹp luôn Chất của nó là chất vi tất thàn Có đồ có giãn nhẹ đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái Chị em nào vừa mới sinh sang bùng to bùng xề Chân to mông lẹp này mông xề cả bác này Nên mua cái quần này ngay và luôn cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Có ba tông màu và có đầy đủ size S, M, L, XL, 2XL cả bác nhé. Từ 38 cho đến 65 kg em bao vừa bao đẹp cho cả bác luôn. Nhận hàng các bác yêu cầu các bác phải kiểm tra hàng cho em. Nhớ cho em nhé, shop em là yêu cầu các bác phải kiểm tra hàng. Đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em không mất bất cứ một cái chi phí nào. Mà cái quần này lên hách chân dã man luôn, chân dài miên man cả bác nhá. Đấy, nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường luôn cả bác nhá. Rồi, nhanh chóng đi à, nhanh chóng comment cho em đi. Ok chị uh, Thanh uh, Nguyễn ok tình yêu này, ok chị Ngô Linh em chủ đơn hàng nhá. Rồi ok chị Nguyễn Thị Hương ok. À, chị vũ Thị hà ok tình yêu luôn hai quần kèm số điện thoại là ok chị huyền phàm em chủ đơn hàng hai quần một trắng một đen ok tình yêu lấy một trắng một đen hoặc một kèm một đen như thế này về mặt thay đổi cho em nhớ phải chia sẻ cho anh em bạn bè mình cùng mua được những người sản phẩm chất lượng tốt nhất ở bên sổ bên gặp bạn nhá đấy ngày nào bên em cũng ra những cái sản phẩm quá tốt quá rẻ quá đẹp luôn các bạn nhá chơi cả các bạn cứ yên tâm hàng của bên em là hàng được kiểm tra kiểm tra thoải mái rồi mới nhận hàng chứ không phải là hàng mà à, không cho kiểm tra thì đúng là không ra gì các bạn nhá bây giờ uh, bây giờ lừa đảo nhiều cho cả bạc kiểm tra hàng mới nhấn hàng cái đừng kiểu là không cho kiểm tra hàng bắt đầu này mới uh, cứ thanh toán trước nó không được đâu tại vì rất là nhiều người bị nhận phải những cái rẻ rách cả bạn nhé ok chị như hiền ok chị phương thảo rồi em chuẩn đó nào chị thu thủy lại một quần đen một quần kem cả bạn ơi không cần phải hỏi em là cao bao nhiêu nặng size gì uh, mặc đâu không cần phải hỏi em mặc size gì chỉ cần comment trên số điện thoại là ok Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai Cho nên không cần phải hỏi em là mặc sai gì ở đây cho mất công ra Tại vì em rất là nhiều comment Em mà trả lời hết tất cả mọi người thì uh, thì không thể trả lời hết được. Cho nên mọi người chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được ạ. À. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được đến đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em mặc có gì đúng không ạ? Đấy, quần này là quần cạp cao cho nên ken bùng cho chị em nhà mình luôn đấy ok chưa nhanh chóng cho em đi ok chị Huyền Chu mà, bô ok tình yêu luôn chị Thu Thủy lấy thêm một quần đen ok tình yêu ơi chị Vân Anh Nguyễn ok tình yêu nha lấy ba quần ba màu sai lờ ok tình yêu ạ à. rồi nhanh chóng comment cho em ạ à. chị Hoa Lê ok tình yêu luôn nhận hàng rồi đẹp lắm ạ à. rồi chị Ngân Quỳnh ok tình yêu nhá đấy toàn feedback nhận quần đẹp lắm các bạn ơi em nói thật kiểu quần này nếu mà ai mà nhận mà chế là chế Ai nhận cái quần này mà chế thì em đền tiền gấp 10 lần Được chưa? 99 nghìn một quần hôm nay ngày hôm nay sụp em xả sốc Lưu ý giúp em nhận hàng phải đúng tên sổ một trên màn hình cả bác nhá Đúng tên đúng số điện thoại trên màn hình cả bác mới nhận hàng Còn không đúng cả bác không được nhận hàng Đấy Lưu ý cho em nhớ chụp lại cho em là ai gửi nhận ở sổ bên này Đấy Cho em mới không tránh trường hợp là hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng gửi đến cả bác nhá Ok chị Giang Liêu em chủ đơn hàng ạ à. Ok chị Hướng Hoàng Ok chị Quỳnh Phan Ok tình yêu ok chị Trang ngập luôn đấy Toàn là người nhận được quần rồi đẹp lắm lấy thêm ba quần ô ba màu ok. Ok chị Huỳnh Kim men chủ đơn hàng là chị gái luôn. Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm thổ điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đẹp thì cả bác nhận hàng không đẹp cả bác giả lại cho em được chưa? Không mất bất cứ một cái chi phí nào được chưa các bác ơi? Rồi, em có ba tông màu cả bạc nhá, màu kem, màu trắng và màu đen như bản mẫu mặc, mà. màu nào cũng xinh cũng đẹp cả bạc nhá kem đen và trắng màu nào cũng xinh cũng nha nhằn luôn bạc nào mà không mua được cái quần ngày hôm nay thì hơi phí em nói thật cái quần này mặc đi đâu cũng được này đấy các bác có thể mặc kết hợp với cả áo phông áo sơ mi hay áo hai dây áo chê vai đều được kết hợp với cả dây cao gót hay với cả dây thể thao hay là búp dây búp bê đều ok cho em được chưa đều xinh luôn đấy các bác nhá nhìn cho em đi quá tuyệt vời đúng không không đẹp không đỉnh không lấy tiền luôn các bác nhanh chóng cho em đi không mua thì phí quá luôn rồi đấy không mua là phí lắm lắm luôn đấy cả bác nhá quần của nó là bao chất luôn sản phẩm luôn chất rất là dày dằn và canh mình. đánh mình luôn không bao giờ xù không bao nhiêu cắn chỉ và không bao giờ bị mỏng các bác nhá đấy không bao giờ lồ đâu đấy mặc màu trắng hay màu kem màu gì cũng không bao giờ bị lồ lấy cho em ba quần về mặc hai quần bên em miễn phí xí tôi đấy tội gì mà không mua đúng không ạ ok chị thảo vi lấy hai quần để được miễn phí ship ok tình yêu luôn đấy thử màu trắng chị gái ơi bên em vừa thử màu trắng này đấy các tình yêu nhanh chóng comment cho em thử màu kem đi vừa thử màu kem xong chị gái ơi ok chị nguyễn nga chỗ đón hàng nhau ok chị thánh nguyễn này vi vũ vân anh ok tình yêu luôn lấy bốn quần chị gái ơi hai đen một trắng một kem ok tình yêu này nhanh chóng lên đơn cho em đi quá đẹp hàng của bên em là hàng thiết kế cả bạn ơi có khóa xương ở phía sau có chiếc ly như thế này nó rất là tôn dáng luôn em là thật quần này em thề luôn phê luôn báo mặc phê luôn ai cũng có thể mặc được các bạn nhá ai cũng có thể mặc được da trẻ gì đều mặc được cho em đấy béo mặc càng đẹp các bạn nhá cái quần này mà chị em nào béo béo mặc ok cho em em làm đến tầng size hai l sáu mươi cơ mà lo gì đúng không ạ ok chị cao yến em chỗ đơn hàng ô chị thú huyền Ok tình yêu luôn. Ok chị tuyệt Sinh nhá. Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em đi ạ. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được mà được lên đơn hàng thành công. Em là bao giá toàn thị trường rồi cả bác yên tâm luôn, không bao giờ phải lo bất cứ một cái cái gì luôn. Đấy, kiểm tra hàng cho em thoải mái rồi mới nhân hàng mà cho nên không phải lo gì đâu nhá. Ok tình yêu luôn, lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Hai quần kèm số điện thoại là được cả bác nhá. Đấy, Đấy, quần quá đẹp đúng không các bác ơi Bây giờ bên em sẽ thử sang màu trắng cho các bác xem nhá Đấy, ba tông màu, màu nào cũng đẹp Thử sang màu trắng luôn cho các bác xem ạ